Anh 40 tuổi rồi mà mắc bệnh cô đơn thì phải làm sao hả em? Em nói cho anh một câu này, không thông minh thì phải đẹp trai, mà kinh sử không biết thì cái kia nó phải dài. Em nói thật với các anh là như thế này. Cái lý do mà các anh bị cô đơn lâu ngày ấy, nó chỉ có một vài lý do thôi. Thứ nhất là các anh xấu quá. Cái mặt tiền ấy, cái mặt tiền bên ngoài này này, nó bị xấu quá, con gái con gái nhìn vào người ta không thích, người ta không có cảm mến đôi khi có những người đàn ông nhá ừ, thực ra mặt cũng không quá đẹp trai đâu nhưng mà cái cách ăn nói của người ta ngọt ngào say đắm thì phụ nữ vẫn chết nhưng mà anh đã xấu rồi à, mặt anh không đẹp rồi anh nói chuyện lại còn vô duyên nói chuyện lại còn nhạt như nước ốc thì phụ nữ nào người ta thích cho được hả anh cái thứ hai là cái kia của anh nó không dài không dài kể về sai số cũng như thời gian Uh, người phụ nữ thông thường là người ta bây giờ là người ta hay có cái xu hướng đó là Thử một lần Thử lần đầu Để xem là thấy kinh nghiệm thế nào Kinh nghiệm ngon, thời gian ngon, sai số ngon thì mới bắt đầu yêu tiếp Chứ ai mà người ta rảnh hơi đâu Người ta mất vài tháng người ta tìm hiểu anh Rồi sau đó thử một cái mới biết là chớ sớm Rồi lại chia tay, rồi lại đi tìm người khác Rồi lại tìm hiểu lại từ đầu thì nó rất là mất thời gian nhá, em có một bà chị mà lúc nào quan điểm của bà cũng là phải thử trước rồi mới bắt đầu yêu. Tức là người ta có như nhu cầu thử người đàn ông trước rồi người ta mới yêu Nên là anh phải xem lại là anh có dài không, anh có dài về thời gian không Anh cái sai số của anh nó có dài không Hay cái sai số của anh nó ngắn Đôi khi không cần dài về cái 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 chiều dài Mà anh cần to về cái chiều ngang Tại vì chị em, cái đáy của chị em chúng em chỉ dài 8cm thôi Chiều dài trung bình của đàn ông Việt Nam tận 12 đến 13 cơ Ông nào ngắn lắm thì cũng khoảng 10, 11 Nên là thông thường là làm là sẽ chạm đáy nhưng mà cái chiều ngang nó bé quá thì lại thành đuôi chuột ngoái lọ mỡ nên là chị em thấy một lần là chị em chạy mất dép đấy nên là nó rất là chán là như thế nếu như mà anh lại cảm thấy mình bé quá về cái sai cái sai ngang và cái độ cứng của mình nó cũng không ngon kiểu dạng bị đuôi chuột ngoái lọ mỡ thì anh nhắn tin ngay anh gặp em luôn và ngay dùng ngay một cái liệu trình bổ hoàn dương của nhà em nhá nó sẽ làm anh phổng phao hơn uy tín hơn, gia tăng chất lượng nòng nọc, nọc theo cơ chế bơm máu từ tim xuống dưới cần gạt số làm phổng phao thằng em vì cái thằng em của anh là thể hang khi mà được bơm máu tốt nó sẽ phổng phao hết cỡ và cái size của anh sẽ rất là ngon và uy tín nên là anh nào đang cảm thấy kém quá đang cảm thấy độ cứng của mình kém quá cái size của mình bé quá mình không được ngon, mình không được uy tín mình mất tự tin với bạn gái nhắn tin ngay và luôn cho em dùng ngay một cái liệu trình bổ của nhà em thôi em đảm bảo luôn với anh là bạn gái của anh chỉ cần thử anh một lần là sẽ mê anh như điếu đổ có khi nói còn chốt luôn là thành chồng ấy anh ạ